Thì anh em hỏi mình rất là nhiều là mình đang có một khoản vốn nó vừa phải thì mình chơi kiểu nào để nó auto thắng nhiều hơn. Thì mình nói thật là mình cũng không có cái mẹo gì mà hay ho đâu anh em nhé. Nhưng mà làm sao để chúng ta chơi từ 4 triệu na này mà chỉ hy vọng là chúng ta lên được 6 triệu thôi là nghỉ. Thì có anh em nhé, có nhiều mẹo lắm anh em ạ. Ok nhá, thì hôm nay mình sẽ cầm 4 triệu na này để chơi một cái trò cho cái game này cho những bạn mà chưa biết. Đấy, những bạn mà chưa biết để xem học hỏi nhá. Và mình hy vọng các mẹo của mình này nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng anh em nhá. Ok, mình sẽ vào tiền luôn. Đấy, không cần nói nhiều đâu, vào tiền luôn anh em nhá. Rồi. Đấy. Ok nhá. Rồi. Đấy. Ok nhá. 2 triệu tư bên trái và 1 triệu hai bên này anh em nhá, chuẩn chưa? Cú luôn. Đấy. Cái mẹo này nó rất là hay anh em ạ. Đấy. 4 triệu 5 mà lên được 5 triệu 6 anh em nhá. Chuẩn chưa? Đấy. Và mình chỉ cần chơi đúng một tay là mình nghỉ luôn. Đấy. Chứ mình không cần ở lâu đâu anh em nhá. Mình ở lâu nó không an toàn đâu anh em ạ. Và cái tỷ lệ nó không an toàn là vì sao? Vì chúng ta ăn non thế này là game nó thấy chúng mình và nó sẽ soi chúng ta là chúng ta sẽ chết thôi. Anh em nhá. Mình đang khuyên thật lòng đấy. Lý do mình chơi là mình chơi được là kiểu như mà mình có vốn một tí ấy. Mà mình vào mà mình thua bên này bên kia thì may kia thì mình sẽ gỡ bên kia để vào bù bên này. Mình thua bên kia thì mình lại gỡ bên này để bù bên kia ấy. Thì nó được anh em ạ. Còn những nghe nào mà vẫn chưa biết cầu mà vẫn chưa có vốn ấy thì anh em chơi thì nó sẽ rất là khó anh em nhá. Nó sẽ rất là khó để anh em chơi từ 4 triệu, 5 triệu mà lên được 10 triệu hay là 7, 8 triệu thì nó rất là khó. Đấy. Ok nhá. Thì mình sẽ nói cho anh em con này là nó uy tín 100%. Đấy, mình khẳng định 100% là anh em nạp vào anh em cược hợp lệ, anh em rút tiền 100% về nhá. Không có cái kiểu mà nó lừa đảo cái kiểu cái gì đâu anh em ạ. Ok nhá. Và mình sẽ chơi thử cho anh em xem. Đấy. Và có nhiều người hỏi mình là mình chơi giỏi là do có phải có trường có lớp nào mà chuyên cho mình học không? Hay thì mình trả lời anh em là không phải anh em nhé. Mình biết được là mình mày mò, mình chơi lâu mà mình biết. Đấy. Với là mình cũng có học một tí anh em nhé. Đấy, mình cũng có tham khảo qua những bạn mà đã từng trải qua rất là nhiều rồi. Đấy, mà mình chơi từ những bạn, mình học được từ những bạn đó về ấy. Và mình áp dụng thì mình chơi được thôi anh em nhé. Đấy, không có cái kiểu gì đâu anh em ạ. Không có cái mẹo, không có cái trường lớp cái đó mà dạy chúng ta đâu anh em nhé. Ui rồi, ván đầu tiên chép rồi anh em ạ. Ván đầu tiên mà bay rồi. Cầu chấm mà đi cầu tăm dần anh em nhờ. Khó đấy. Khó anh em nhờ. Bây giờ chúng ta không bắt được tài xỉu. Mình sẽ chờ ván này xong là mình sẽ bắt anh em nhé. Mình sẽ bắt. Đã đi tài rồi. Đi tài rồi. Liệu rằng ván này nó cứ đi cầu 1 không anh em nhỉ? Mình là thua, mình sẽ vào 450k anh em nhá. Ok, mà thêm 10k đi. 460k anh em nhá. Bên xỉu đi. Bây giờ là mình đang bắt cầu 1-1 anh em nhá. Bắt cầu 1-1 thôi. Ui rồi. Đây là tài 11 anh em nhá. Vãi nhở. Tôi hay ván rồi đấy, bắt đầu cay rồi đấy anh em nhá. Tí mình cay mình lại tấp tay thì chết anh em nhỉ. Dù gì thì bên xỉu nó vẫn ít hơn anh em ạ. Cái ông đại gia này nó cũng bán theo mình suốt nhỉ. Mình vào đâu nó cũng vào theo ở đó anh em nhá. Ôi rồi ôi, mình cũng sợ ấy, tại vì nó vào chơi lâu hơn mình mà. Nhiều khi là nó ăn được thì nghe nó lại soi mình cũng chết theo đó, chết theo nó anh em nhá. Đây là xỉu 9 anh em nhá, bắt cầu 1 anh em nhá. Và mình sẽ vào còn em chơi lớn không anh em nhỉ? Chơi lớn nhá. Đấy, chơi lớn mình có ăn anh em ạ. Đấy, chơi lớn mình có ăn, chơi nhỏ không có ăn đâu anh em ạ. Chơi lớn nhá. Ok, ăn luôn rồi. Đấy. Ơ mình đã bảo là hôm nay mình chơi nhỏ mà sao mình chơi lớn thế nhỉ? Chán cái đầu của mình rồi anh em ạ. Thôi kệ nhá. Mình sẽ không chơi tài xỉu nữa anh em ạ. Mình sẽ ao ra nhá. Cầu đang rất là đẹp. Thôi cầu đẹp cũng bắt nhỏ thôi anh em ạ, không chơi lớn nữa đâu. 400k anh em nhá. Mình nghĩ là mình chơi lớn thì không phải là không được anh em ạ, nó vẫn được. Đấy, nhưng mà mình chơi lớn thì mình sợ nhiều anh em là thì không biết ấy. Không biết mà để học hỏi ấy. Mà mình sợ là có nhiều người không biết mà cứ vào tiền là sẽ bị thua anh em nhá. Ok.
Mình cứ bắt cầm một anh em ạ, cứ bắt cầm một thôi, không tính toán cái gì đâu. Tại vì cái gì nó đã đi cầu 2233 rất là nhiều, 44 rất là nhiều. Và nó vẫn chưa đi cầu một đấy, cho nên vẫn là mình sẽ bắt cầu một thôi. Mệt lắm anh em ơi. Bắt ăn muốn ngủ với những tựa game này, không phải đùa đâu anh em ạ. Đấy, về luôn. Tài 12 anh em nhá. Ok, 12 triệu rồi. 4 triệu mà chúng ta mà chơi lên mà 12 triệu thế này là cũng không phải là nó khó đâu, và nó không phải nó rất là dễ anh em nhá. Mà nó là vừa tần vừa phải rồi anh em nhá. Nếu đúng cờ ván này thì chúng ta phải phá tài anh em nhá, và mình sẽ vào 50k để thử cho anh em xem. À, nhưng mà chuẩn thì vẫn chỉ là phá tài thôi anh em nhá, chuẩn thì chỉ có thể phá tài thôi. Chuẩn chưa anh em? Mình vừa lo là mình xem được những cầu này là mình bắt được, đấy, không phải mình nói phét anh em ạ. Nói phét là không ai chơi được đâu anh em ạ. Đấy, nếu mình nói phét thì mình chết lâu rồi anh em nhá. Mình nói phét thì mình thua game này lâu rồi. Vào lớn một tí xem là game nào có xoay không. Nó xoay thì chết thôi anh em nhá. Ai cũng vậy mà, chơi game là game xoay là chết thôi. Ăn đi. Ok. Đây là xỉu 9 anh em nhá. Ồ, 13 mê rồi, đấy. Tại vì ván này nói thật là mình cũng chắc chắn. Nó đi tài 12 mà nó chỉ có thể về xỉu thôi anh em nhá. Ván này nó không có cái gì thay đổi cả anh em nhá, cho nên là chúng ta bắt xỉu thôi anh em nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt nhỏ dần đi, đấy. Mình nói thật là mình chưa ăn tiền hàng ngày thì mình cũng chơi như vậy thôi anh em nhé. Mà mình cũng chơi rất là nhanh. Đấy, chơi rất là nhanh và mình chơi trong thời gian mà có rất là nhiều người chơi ấy. Cho nên là game nó không xoay được mình. Và nhiều khi game nó cũng trừ mình vào là nó xoay luôn anh em nhé. Anh em đã biết rồi. Một YouTuber mà làm video về game rất là nhiều như mình thì chắc chắn là sẽ có ông nào mà nó nghĩ là ông này tao cho mày chết luôn đấy. Nó sẽ làm kiểu như thế anh em nhé. Ván này đúng cầu thì chúng ta cũng chỉ có thể bắt xỉu nhá, nhưng mà mình thấy là nó đã đi cầu 1211 cho nên mình sợ ván này nó đi tài anh em ạ. Nó mới đi xỉu nhá. Nói thật là ván này ấy, thì nếu đúng thì mình sẽ không bỏ tiền anh em nhá. Tại vì ván này nó giống như một cầu lừa mà nó có hai kết quả mà. Đi xỉu 8 anh em ạ, xỉu 8 à. Vẫn bắt tài anh em nhá, vẫn chỉ thấy mấy bắt tài thôi. Không bắt tài là không bắt đầu anh em nhá. 200k anh em nhá. Đấy. À, thua ở đâu, thua thì mình sẽ nghỉ anh em nhá. Ô, nghỉ luôn anh em ơi. Thua 200 nghìn là nghỉ luôn anh em nhá. Đấy, thua 200 nghìn là nghỉ luôn thôi. Đấy, đây là lịch sử cược của mình anh em nhá. Không phải mình nói phét đâu anh em ạ. À, mình có thể, mình sẽ chụp một cái ảnh lưu lại để cho anh em nào mà xem đấy. Ok nhá. À, mình sẽ nghỉ ở đây anh em ạ. Mình sẽ nghỉ ở đây anh em nhá. Rồi. Mình còn em rút tiền cho anh em xem không nhỉ? Con này thì rất là lâu mình cũng không chơi ấy, cho nên là mình rút tiền luôn đi. Anh em nhá, giúp tiền luôn đi. À, mình sẽ giúp 13 triệu thì mình sẽ giúp vừa phải anh em nhá, mình sẽ giúp 7 triệu đi. À, giúp 5 triệu thôi anh em nhá. 1, 3, 1, 2, 3. Có đúng như này không nhỉ anh em nhỉ? Cái này có phải 5 triệu không đấy nhỉ? Giúp tài khoản thứ hai đi anh em nhá. Ok. Đấy, anh em xem đây. Con này là mình rất là lâu mình không chơi anh em nhá. Mình chơi từ ngày 15 tháng 8 rồi. Bây giờ đã là ngày 22 tháng 9 rồi mình mới lại vào chơi anh em nhé. Mình không chơi nhưng mà mình vẫn hoạt động anh em nhé. Anh em lưu ý cho mình là anh em không chơi là anh em không hoạt động là game nó sẽ khóa tài khoản của anh em ấy. Mình hoạt động nó như nào? Thì nhưng mà mình vẫn còn 1-200k mà mình vào thì mình cứ chơi 1-2 nghìn. Không ăn được thì mình nghỉ, không ăn được thì mình nghỉ, ăn thì mình lại giúp. Và 1-2 ngày thì mình sẽ nạp 56 nghìn vào để chơi đấy. Ok, chơi như kiểu đấy là chơi theo kiểu mà tài khoản nó sẽ không khóa tài khoản của mình ấy. Anh em hiểu không đấy? Ok, mình sẽ nhậm dừ, mình sẽ nghỉ anh em nhá. Rồi, nghỉ thôi anh em nhá.